Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ cháy khiến 14 người tử vong tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Công an đã có báo cáo ban đầu về nơi xảy ra hỏa hoạn. Theo đó, ngôi nhà xảy ra cháy nằm tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m quy mô nhà gồm một nhà hai tầng một tum bố trí sân phơi thoáng, một dãy nhà ba tầng mỗi tầng 4 phòng hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất là 205 m2. Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Ngôi nhà được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người khác đăng ký thuê ở do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, rộng chưa đến 2 mét, cách xa mặt đường trung kính hơn 200 mét, nên khi hỏa hoạn xảy ra, xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải kéo đường ống dẫn nước từ đường trung kính vào hiện trường để chữa cháy. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào dạng sáng ngày 24 tháng 5 tại ngõ 119 Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm 6 người khác bị thương. Cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ cháy. Công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị đã xác định được danh tính của một số nạn nhân tử vong và đang tiếp tục tiến hành xác nhận ADN để xác minh danh tính các nạn nhân còn lại. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định danh tính nạn nhân trong vụ cháy phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Chiều ngày 24 tháng 5, ba bệnh nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đã được chuyển từ Bệnh viện Giao thông Vận tải đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Trong đó có một bệnh nhân nặng nhất là cụ bà 84 tuổi và bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là học sinh trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy.